mình là lạnh quá mình không chịu được, cuối cùng mình phải dậy mình quay video cho anh xem ấy. Vì thế mình quyết định là hôm nay là mình sẽ gọi là lén vào phòng của thằng Tuyền Diễm Xu, mình nhảy vào làm cùng như ấm mọi người ạ. Xem có mất quần xịt quần áo không, nhanh lên kiểm tra nhanh nhanh. Shop điện thoại vlog.com, shop bán nick liên quân, liên minh, free fire, đột kích, ngọc rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hay đến ngay với shop điện thoại vlog.com ủng hộ mình nhé. Ây da, hai tao khổ quá đi à. Hello, chào mừng tất cả chúng bạn đã quay trở lại với một thằng xịn đôi. Ê mọi người, thì mọi người cứ biết là thời tiết hiện tại ở miền Bắc nó như nào không? Nope. À, gần ngày cuối năm rồi, bây giờ cho mọi người xem này. Ây da, cái gọi là cái lỗi khổ của cái thằng gọi là cô đơn một mình, cô đơn lạnh lẽo không được, cái tối ngày đêm sớm tối ôm nhau như cái thằng Tuyền và con Diễm Xu. Ây, cho người xem thời tiết hiện tại là ngoài trời là bao nhiêu nhá, cho phép mày. Ây, 17 độ đấy. Mà mọi người biết là mình là thằng chưa vợ đúng không, và nhà cũng mới hai anh em và cùng một con Diễm Xu thôi, mà cái con Diễm Xu thì nó lấy bốt thằng Tuyền là nó cướp mất cái thằng em trai của mình rồi. Nào hồi xưa là cứ cái thời điểm này, thời điểm mùa đông đánh giá là mình cả Tuyền là suốt ngày làm ôm nhau quặp nhau đấy. À nó ấm. Nhưng bây giờ nó lại theo bố con Diễm Xu rồi đấy. Thì hiện tại bây giờ là mấy giờ sáng ấy, nhưng mà chẳng qua là mình lạnh quá mình không chịu được, cuối cùng mình phải dậy mình quay video cho anh xem ấy. Vì thế mình quyết định là hôm nay là mình sẽ gọi là lén vào phòng của thằng Tuyền Diễm Xu, mình nhảy vào làm cùng như ấm mọi người ạ. Mày bị điên à? Vì mọi người biết không, nó cứ kiểu là nó cứ trời đông mà cứ làm càng nhiều người nó càng ấm, thì hơi người nó tỏa vào nhau là nó ấm ý đấy. Nói chung là mình hôm nay mình quyết định là mình phá lệ vào phòng nó ngủ với Tuyền cả con Diễm bộ. Nói chung là cho dù kết cục có đến mấy mình cũng không phải sợ rồi, nói chung là chết gì cũng hơn là chết lạnh luôn đấy. Bây giờ hiện tại mình sẽ vào quay cho anh em xem là hai đứa đang làm gì mọi người nhá. Thì với mình có cái chìa khóa gọi là dự phòng rồi ấy, nên là mình có mở được cái cánh cửa của nó rồi. Đi bây giờ vào. Em kinh rồi đấy, vì bởi mình có cái chìa khóa dự phòng mình không mở được rồi, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem. À, mình đáng nhẽ là mình định là không à, mình định cứ thế mình nằm, nhưng mà nó như thế nó gọi là vô duyên quá. Em bây giờ mình hiện tại mình sẽ vào mình thử xin nó trước, rồi không cho thì thôi, không cho thì tí mình nẹt sau. Riêng cái trời mùa đông này nhá, mình khẳng định mọi người luôn là không ai là ngủ dưới 10 giờ, mình khẳng định luôn. Dân mình để cái đầu ba canh này, mọi người nhìn này, đang làm ôm nhau nhìn ấm áp như thế, mình nhìn mình nhìn cái giường mình đấy, có mỗi một mình nó làm cô đơn lạnh lẽo này thì ai chịu được. Tiến lên tao bảo. Ê, dậy. Mẹ đang ngủ cứ đòi vào. Mày thấy vợ chúng ta đang tình cảm à? Ra ngoài đóng cửa ra ngủ. Cho thôi gì cắt. Ngoan nhá. Hỏng rồi mọi người ạ. Thế mình nghĩ cơ quả này để mà có thể là được đáp ứng nhu cầu của mình là phải được vào làm ngủ cho ấm, thì chỉ có đợi hai bạn này ngủ say mình vào lần nữa. Mà vào lần này là chỉ có trực tiếp nằm luôn ý. Với là mình chỉ xin gọi là cho lệ đấy, chứ cho dù đồng ý hay không thì vẫn phải vào đấy. Thế thôi mình chắc phải ngồi đây đợi nó tầm 5-10 phút đi. Ngồi đây tầm 5-10 phút rồi bắt đầu mình sẽ vào trong mọi người nhá. Chứ thật sự là nghe. Ấy. Ngày nào cũng như ngày nào nó bắt mình ngủ một mình nằm ngoài này. Tính mình thì đã sợ ma rồi. Đấy. Cái các bạn thử xem những cái bạn nào sợ ma là các bạn sẽ biết có thật đúng thật như mình không. Bố ai ngủ được.
đấy, này trời thì cộng thêm với lạnh em thấy thôi. Thì bây giờ mình cứ ngồi đây đợi cho thằng hai bọn này nó ngủ tầm tầm bao nhiêu, tầm 5-10 phút nữa là mình sẽ nẹm vào mình ngủ cho bọn nhậu. Ok. Giữa cho ấm rồi này. Ngu gì nằm ngoài, nằm đã mất công, nằm đã bị mất công bị ăn đòn rồi thì cứ nằm giữa, đang nào thì bị ăn đòn. Thì trước tiên là đỡ chết lạnh trước. Cũng có thằng làm như mình đâu, đi nằm giữa cái cặp đôi vợ chồng. Nhưng không sao, thằng em ruột của mình, con này em dâu cũng sao cả. Mình có làm gì đâu mà sợ, cứ ấm nó được, nằm giữa chỗ ấm mọi người ạ, để có hai cái hơi người hai bên nó tỏa với nhau. Nằm không yên đẩy đẩy cái cất. Ngủ cho sướng, chưa bao giờ được thử đây, tháng 2 này thử. Mày giúp mày đúng không nào ơi? Ủa thằng khốn nạn này, thế tưởng em bán làm mày làm giữa à? Em xem quần áo có bị thiếu cái nào không? Hả? Thiếu không? Tao thề, tao hứa, tao không làm gì đâu. Tao chỉ tao vào tao làm nó ngủ cho ấm với mình. Mày anh vào em gì đấy? Tao ngủ ấm. Vào bao lâu rồi? Tao mới được mấy tiếng. Mọi thằng này mày tao dương quá, tao ngủ ở đây. Tao từ tao nhớ mày vào đây một lần tao đuổi mày rồi cơ mà. Tao vào tao vào xin phép mày rồi nhưng mày không cho tao vào tiếp. Tao gọi là tao xin lấy lệ thôi. Mày biết tao biết cảm xúc cảm giác của một người khi nằm ngoài vừa sợ ma vừa không có vợ. Thế vừa tao bảo mày nhờ. Mày bảo mày cút tao cho mày ngủ. Thế tao cút giữa cho mày ngủ đi ạ. Giường ngoài thì không có sao mà trên chèn đây các em để em dâu. Chính vì mày là em dâu, thằng này là thằng em tao rồi. Thì bảo chứ rồi bè và vợ thằng khác tao không bảo rồi bây giờ như là tao chưa xử mày cái tội vào phòng vội, hiểu không? Bây giờ xử mày cái tội mày đã vào ấy thì mày làm ngoài thôi, mày làm giữa đến lúc tay chân mày ngủ say mày đi tao đảo bố thì nào biết được. Tao biết mình lắm, tao biết mình ai mà. Ta tại vì nằm ngoài vẫn có cái hơi bên ngoài nó lùa lạnh nên ta muốn vào giữa. Ngủ thì không bao giờ biết được luôn nhá. Thằng khốn nạn này. Mày kiểm tra lại ngay không xem có mất quần xịt quần áo không nhỉ? Không nhặt lên. Kiểm tra nhặt. Anh ơi, quần. Có không? Quần. Có cọc gạch gì không? Không. Mày nhá, may cho mày nhá, Dương. Bây giờ ta bỏ ra quần ta mà quần vợ ta mà tụt xuống chân đầu gối qua đầu gối rồi là mày hỏng luôn nhá. Này chỉ cái nếu mà qua đầu gối chỉ có loại mày đêm qua mày làm gì chứ cuộc đời tao chưa bao giờ làm gì ấy. Mẹ lạnh như này thằng nào cởi ra làm gì nói nhiều nhỉ, có tên thì mình cũng phải cau nhỉ, vơ vả còn ngu dốt đi ra ngoài kia. Rồi đi mày đừng có giả vờ hờn dỗi vu vơ để mày làm đây ngủ tiếp nhá.
nhá. Anh có nghe bây giờ nói ra cho mày bảo đi đâu có nhau mà bia đi ngủ phải có nhau chứ đúng không? Này, đi đâu có nhau được nhưng mà riêng này đi ngủ là chỉ có tao có nhau thôi chứ mày không được có nhau. Đúng. Thế thì anh em nói ra làm gì? Thế thà mày đừng có nói câu là anh em đi đâu có nhau đi. Thà mày nói là anh em đi chơi đâu cũng có nhau đi. Này mày nói mỗi từ là đi đâu cũng có nhau. Trong thì... đi đâu nó có cái từ là không được đi ngủ có nhau không? À? Thì mình nói ngắn gọn để cho anh hiểu chứ chẳng nhẽ anh lại không hiểu chắc. Cái gì mày nói rõ ràng đấy chứ, mình nói thế, mình nói gì? Mày tao hỏi lại cô nữa, mày có muốn ăn Tết không? Thôi rồi. Hả? Đi đâu rồi kìa. Thôi rồi. Thôi rồi. Thôi, người tao làm sữa được chưa? Tao làm trong. Không! Đi đâu anh ngủ? Mày đang sức chịu đựng không, tao không? Hả? Nhưng mà thế mày vừa bảo là xong mày vào ngủ đánh xong rồi xong là ngoài thì thế thì tao ngoài đi. Dạ thì tao đã xử cái tội là mày thích vào phòng. Hả? Mày không quay lối nữa, tao gì? Hả? Thế bây giờ hai chúng mày... Mà mày lấy đồ chìa khóa mở cửa phòng tao. Có hai chỗ khác nhỉ? Đúng rồi, ừ, tao giấu rồi mà. Giấu dưới gầm tủ. Mày tinh thế nhỉ? Mình thằng này trong nhà có gì chả biết. Tiền thì đâu không biết mà tiền chung kết này. Tiền chung kết. Rồi nhờ, bây giờ tao không có nhiều mày nữa nha. Giờ trời đang lạnh, cút ra ngoài để nhanh cho tao làm ngủ tiếp. Được không? Ê, bây giờ thế này đi. Bây giờ hai mày ra ngoài giường tao làm thử thì biết cảm giác tao làm linh nghịch. Cái gì? Giường của bọn em làm giường của anh làm à. Lúc em làm giường anh còn đuổi em bây giờ. Đi ra! Đi ra! Green! Mẹ sân chơi này của tao, được không? Có lúc thì chúng mày ngủ người kia bên chúng mày nó đỡ. Tiếng nó nhiều hả? Tiếng nó nhiều. Đánh cho anh em không cho anh ấy chứ. Ây da! Bạn này dám lấy chìa khóa phòng tao. Ông chó. Hai cái thằng này, hai cái đứa này khốn nạn mọi người ạ. Mình có cái gì, mình có cái gì ăn mình cũng chia nó. Thế lúc nó cần ra nằm ở ngoài giường mình nó ngủ thì mình cũng cho nó ngủ. Thế bây giờ nó ngủ mà mình nặng và xí nó ngủ cùng không cho. Thầm như chó. Thế mà cũng nói là anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thế bây giờ có họa bố mình lạnh mình bố mình chịu à? Đây thế đúng không? Thế bây giờ lạnh là cùng phải chịu lạnh cùng, thế bây giờ nó bảo mình chịu lạnh của mình. Mày nói cái gì? Hả? Mình nặng. Cú tổ. Đã thế bố mình ra nhà nghỉ gỗ ngủ với gà. Bây giờ mình sẽ ra thì mình ngủ với gái đi chứ ở nhà lạnh mà không có ai ngủ cùng này thôi. Hẹn em cứ lý sau nhé, bye nhé. Mình đi.